trẻ đã bốc khói lên rồi. Thì cái màn mùn cưa nhìn ra, các bác nhìn mình nhìn thấy thì cái mùn cưa ấy cũng rất là đậm dầu. Một khúc gỗ cực kỳ đặc biệt, giá trị lên tới nhiều trăm triệu. Vâng ạ, và cái chất gỗ cực kỳ đẹp như các bác nhìn thấy ở đây thì các bác đã biết đây là chất gỗ gì rồi. Vâng, đó chính là hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Và trong video này thì mời các bác nhà mình cùng theo dõi em trai Hồng Lê và tượng gỗ Sử Nguyễn Hồng để xem cái khúc gỗ này sau khi xẻ ra thì cái chất gỗ có ok hay không. Đấy, một cái khối gỗ mà rất là giá trị như các bác nhà mình nhìn thấy ở đây. Vâng, ở đây ạ, đây này, cái chân gỗ đây này. Đấy, em cũng đã có ta thử đây này, có những phần mạch dầu rất là ok này. Đấy, các bác nhà mình nhìn ngắm này. Đấy, những mạch dầu đen ở đây và đây nữa này. Đấy, em có tạt một vài điểm rồi. Tạt một vài điểm rồi ạ. Đấy, và ở đây thì nó có một cái điểm như thế này, các bác nhà mình, em muốn chia sẻ các bác nhà mình ạ. Cái phôi gỗ hoàng đàn tuyết Lạng Sơn thì khi mà khai thác gỗ hoàng đàn thì cây hoàng đàn nó mọc ở trên cái núi Đa Vôi ở khu vực Hữu Lũng ở Lạng Sơn, và khi mà khai thác ở trên núi người ta khai thác người ta toàn ném xuống thôi, nên là nó sẽ có như đường vết dập này, vết dập, đây không phải nứt mà là vết dập khi mà khai thác. Có những phôi gỗ mà có cả cái viên đá nó găm vào cái phôi gỗ luôn do khai thác ném trên núi xuống. Đấy, và đây có điểm bên này em cũng tạt nữa, chỗ này là có khả năng là sụn. Đấy, nên sụn. Đâu rồi nhỉ? Đấy, đâu rồi, chỗ nào ấy? Đấy, khu vực này khả năng sẽ là sụn các bác nhà mình này. Đây này, chỗ này này. Đấy, chỗ này khả năng sẽ là sụn cái phần này nữa. Đấy, và bây giờ mời các bác nhà mình cùng dõi theo ấy cái quá trình xẻ phôi gỗ ra, cái chất sẽ như thế nào các bác nhà mình nhá. Vâng, thì sẽ phải chọn một cái lưỡi mà cái lá nó to, vì cái phôi gỗ này nó to các bác nhà mình ạ. Đấy, sẽ phải lựa chọn một cái lưỡi lá nó to hơn. Như các bác nhà mình đang nhìn thấy đấy, phôi gỗ xẻ ra, cái chất gỗ này đang xẻ đang bốc khói lên rồi. Thì cái màn mùn cưa nhìn ra, các bác nhìn nhà mình nhìn thấy thì cái mùn cưa ấy cũng rất là đậm dầu. Và dự đoán này là cái chất gỗ này sẽ rất là tuyệt vời luôn. Anh đấy, tay giữ em đi. Vâng, như các bác nhà mình đang nhìn thấy đấy, thì cái phôi gỗ này em đã xẻ đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Và đây, đang hiện tại đã bốc khói lên, các bác nhà mình nhìn thấy đấy. Và điều đó thể hiện là cái gì? Cái chất gỗ khả năng là sẽ, theo như em dự đoán là chất gỗ sẽ rất là đẹp. Đấy, và cái mùn ở phía dưới đây này, các bác nhà mình nhìn thấy đấy, cái mùn ở phía dưới đây thì đấy, cái mùn ở phía dưới này rất là đậm dầu. Đây. Đấy, cái màu sắc nó rất là đậm, thì khả năng là cái chất gỗ sẽ rất là đẹp và bốc khói ở đây lên. Đấy, và một cái phôi gỗ to, cái quá trình mà như vừa nãy thì phôi gỗ nó không cân đều, nên là để mà xẻ ra được với cái máy xẻ thô sơ như thế này. Đấy, thì hiện tại bên em đang ở hai bên, hai người giữ hai bên ở đây, các bác nhìn thấy đấy ạ, hai người giữ hai bên để nó cân cái lưỡi, nó không bị lắc cái phôi gỗ. Đấy, nếu mà lắc phôi gỗ thì thứ nhất là cái mạch cắt nó sẽ bị to, và cái thứ hai nữa nó sẽ xảy ra cái rủi ro là bung cái phần lưỡi ra. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy, nhưng mà biết làm sao được, bây giờ làm nghề, làm sự sống thì nó không phải như là những cái cơ sở người ta làm bên cái gỗ công nghiệp thì nó sẽ khác. Ở đây mọi thứ đều làm rất là thô sơ, từ cái quá trình điêu khắc bức tượng hay là đây là cái cơ bản nhất ngay quá trình là xẻ gỗ thôi. Đấy, chúng ta nhìn thấy vâng, và các bác nhà mình đang theo dõi các em tượng gỗ Sử Nguyễn Hồng thì bác nào mà chưa đăng ký nhớ là cho em trai tượng gỗ Sử Nguyễn Hồng thêm một cái nút like, đấy, thả like, và cái thứ hai nữa là đăng ký kênh YouTube tượng gỗ Sử Nguyễn Hồng của bên em, đăng ký kênh tượng gỗ Sử Nguyễn Hồng để có thể chiêm ngưỡng nhiều hơn những tác phẩm liên tục bên em điêu khắc ra.
tất cả cái tác phẩm trên những dòng gỗ quý khác nhau. Và như ở đây là chúng ta đang thấy một khối gỗ đó là hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Và có bên em làm xưa già Quảng Bình hàng trăm năm tuổi. Và xưa Bắc Đỏ. Cái khối gỗ mà trên thương hiệu gỗ Vun Sừng Khánh Hòa, Ngưu Ngọc Am, gỗ sắc đỏ đen, lưu sắc, vân vân. Nói chung là về cơ bản đầy đủ cái dòng gỗ quý hiếm bên em đều triển khai hết. Đây các bác nhìn thấy này, cái mùn này rất là đậm dầu, đen từ luôn. Thì thường nếu mà nó ít dầu nó sẽ có màu trắng trắng, nhưng đây là vàng sậm các bác nhìn nhá, vàng sậm. Cá nhân em thì mua đấy, các em từ gỗ Thủy Nguyên Hồng mua cái phôi gỗ này thì cũng khá là nhiều tiền rồi. Và khi mà xẻ ra làm những cái phôi gỗ quý như này nó cũng giống kiểu như là chúng ta các bác hay đùa hay như là đánh đô đánh đề đấy, thì nó cũng có những cái phần rủi ro đấy, mà dù mình cũng có kiểm tra với những kinh nghiệm mình rồi, nhưng mà vâng, các em đang rất là hồi hộp và hy vọng rằng là mở bát phôi gỗ thành công. Vâng, khói đang lên rất là nhiều đây rồi đấy, khói đang lên rất là nhiều. Vâng ạ, và hy vọng là phôi gỗ xẻ ra sẽ thành công rực rỡ. Nó vâng, không biết nói từ gì, quá hồi hộp luôn các bác nhà mình ơi. Vâng ạ, thành công hay không đây, giá trị nhiều trăm triệu xẻ ra này. Rồi ok, đã xẻ xong rồi. Đấy, đấy, đấy ạ. Vâng, anh Hồng Đài vừa rất là nhanh tay. Vâng, chị thấy thao tác anh Đài phi ra rất nhanh. Ôi trời ơi, vâng, đây rồi. Đây chính là cái phôi gỗ các bác nhà mình nhá. Ui rồi, đây các bác nhà mình này, đây là mới xẻ ra, những mảnh dầu đã đen như thế này rồi, mới xẻ ra. Đấy, thành công rồi. Vâng ạ, và như vừa rồi các bác đã nhìn thấy đấy ạ, phôi gỗ đã được xẻ ra và mới xẻ ra thôi thì bắt đầu xẻ phát là thấy những mảnh đen này đã rất là sướng rồi. Đấy, và một phút nữa thôi thì những cái đường dầu nó sẽ phun ra đen xì luôn, rất là nhiều luôn các bác nhà mình ạ. Như vậy là thành công rồi. Và đây sẽ là siêu phẩm gì? Đấy, đây sẽ là siêu phẩm gì trong thời gian tới? Đây, các bác nhìn thấy đây. Đấy, đây này. Đấy nhá, quay từ từ nhá, để em cho các bác nhìn mình ngắm. Đây là những phần màn mùn này. Đấy, màn mùn này các bác nhìn thấy không? Đấy. Đây này. Đấy, những mạch dầu đen xì đây luôn này. Nó chạy ở đây này. Đấy, và nó đen đều các bác nhìn nhá. Đây này. Đấy. Đấy, các bác nhìn mình thấy chưa? Và chỗ này em phủi ra nó cũng sẽ như thế. Đấy. Dầu rất là nhiều, rất là đậm luôn. Đây này, đây này. Lúc đầu xẻ ra nó sẽ hơi trắng một chút, nhưng mà một chút xíu thôi thì đã thấy nó đen lên như này rồi. Và quá là tuyệt vời luôn. Không biết sẽ là siêu phẩm gì đây. Đấy, các em sẽ bắt đầu tính toán với một cái phôi gỗ mà chất gỗ đẹp như này, cái giá trị cao như này thì đục lên tác phẩm gì. Thì và chắc chắn một điều rằng là với những phôi gỗ mà giá trị lên tới tiền trăm triệu như thế này thì sẽ là những cái siêu phẩm. Những siêu phẩm mà đục căng đét nét hết cỡ tay luôn các bác nhà mình ạ. Và bên em là tượng gỗ Sửu Nguyễn Hồng, là nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Việt, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và bác nào mà chưa đăng ký, chưa theo dõi, nhớ là đăng ký và đừng quên là cho em trai xin một nút like đấy, để cổ động cho em trai hôm nay mở bát quá thành công luôn rồi đấy, cái chất gỗ quá tuyệt vời luôn. Và cảm ơn các bác rất là nhiều, và hẹn gặp các bác ở video hoàn thiện siêu phẩm trên cái phôi gỗ hoàng đàn tuyết Lạng Sơn đẳng cấp như thế này các bác nhà mình nhá.